Chun đây, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái vòng một âm. Nó chỉ có bốn âm thôi, rất là hay luôn và nó lại đơn giản nữa. Và trên cái vòng này mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái đoạn intro nghe rất là đã tai luôn, nhưng mà nó cũng khá đơn giản á. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn hợp âm trước nhé. Hợp âm và lời bài hát mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Ok, và chúng ta bắt đầu luôn nào. Đây. Ok, và cái bài mình hướng dẫn các bạn á, nó chỉ có một vòng một âm duy nhất thôi. Đó, và nó sẽ đi xuyên suốt cả bài luôn nhé. Đó, bốn âm này nó cũng khá là dễ bấm á các bạn. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn trước tới bấm nha. Đầu tiên nè, thì nếu các bạn nào mà hát đúng như tông gốc á, có thể là kẹp cabo ngăn 1. Đó, thì các cabo này á, nó chỉ có giá khoảng tầm 70 ngàn thôi các bạn. Đó, các bạn có thể là mua trên shop đàn hoặc là liên hệ mình nhé. Ok. Và đầu tiên, hợp âm đầu tiên chúng ta có sẽ là rơi thứ 7 nha. Thì đầu tiên ngón giữa các bạn bấm vào ngăn số 2, dây số 3. Đó, kế tiếp ngón trỏ các bạn đè luôn ngăn số 1 của dây 1 và dây luôn nha. Đó, dây bass của hợp âm này là dây số 4. Đó, và các bạn quấn dây số 4 dưới đây nha. Kế tiếp chúng ta có là son trưởng 7. Đây, đầu tiên ngón áp út bấm vào ngăn số 3, dây số 6. Đó, kế tiếp ngón giữa vào ngăn 2, dây 5. Và ngón trỏ vào ngăn số 1, dây số 1. Đó, dây bass dây 6. Đó, kế tiếp chúng ta có hợp âm đó là Do major 7. Đây, ngón áp út vào ngăn số 3, dây số 5. Ngón giữa vào ngăn số 2, dây số 4. Đó, như vậy thôi. Dây bass là dây số 5. Đó, kế tiếp là cuối cùng luôn, là hợp âm Do áp 9. Thì các bạn giữ nguyên Do major 7 nè, chỉ cần thêm một ngón út nè vào ngăn số 3, dây số 2 thôi. Đó, dây bass là dây số 5. Đó, như vậy thôi nhá. Mình nói lại vòng âm nè. Đầu tiên rơi thứ 7, kế tiếp son trưởng 7, kế tiếp Do major 7, và cuối cùng Do áp 9. Đó, nó sẽ đi xuyên suốt cả bài luôn nha các bạn. Và chúng ta đã xong phần hợp âm. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái điệu đệm đơn giản nhất nhé. Đó, thì công thức nó cũng khá đơn giản các bạn, như thế này. Bass 3 2 1 đập, nghỉ, xong các bạn chuyển hợp âm. Đó. Nè. Bass 3 2 1 đập. Đó, thì đập ngón cái các bạn sẽ đập như thế này. Đập xéo khoảng góc 45 độ các bạn. Nếu mà các bạn đập ngang á thì nó sẽ dễ lọt vào đây. Đó, các bạn đập nè. Bass 3 2 1 đập, nghỉ. Rồi xong các bạn chuyển hợp âm nhé. Nha. Và cái bài này nhịp 2-4 các bạn, xuyên suốt cả bài luôn. Nè. Bát 3-2 1 đập, nghỉ, chuyển. Bát 3-2 1 đập, nghỉ, chuyển. Bát 3-2 1 đập. Bát 3-2 1 đập, chuyển. Bát 3-2 1 đập, nghỉ. Bát 3-2 1 đập, nghỉ. Bát 3-2 1 đập. Đó. Thì các bạn quýnh nó nghe tiết tấu nghe rất là hay đúng không các bạn? Chúng ta sẽ không quýnh đều kiểu này nha. Đó, mà nghe nó sẽ kiểu mà nó tiết tấu nó hay một xíu nha. Đó, bass 3 2 1 đập. Đó, cái 1 với lại cái đập này nó sẽ gần nhau một xíu nha. Nè, bass 3 2 1 đập. Đó, chuyển. Chứ nó không phải là bass 3 2 1 đập. Đó, quýnh như vậy thì nó cũng được, nhưng mà nó sẽ không hay bằng kiểu mình quýnh nó tiết tấu một xíu. Đó, chuyển. Bát ba hai một đập, chuyển. Bát ba hai. Thì ra tương tư là thế này, 24/7. Nghĩ đến em, nghĩ đến em. Thả mây cho qua từng đè tay, cho làn khói đè khe, bay chìm sâu vào giai điệu em.
Đó, thì đó là cách điểm thứ nhất nhá. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách điểm thứ hai. Nó sẽ nhanh hơn một xíu nhá. Đó, và khi các bạn dùng điều này á, các bạn dùng với cái điệp khúc á, đó, thì nó sẽ thay đổi tiết tấu bài hát một xíu như thế này. Bát ba hai một đập chép bát ba. Đó, thì công thức như thế này. Bát ba hai một đập chép bát ba. Đó, thì chép ở đây các bạn sẽ móc đồng thời dây ba, dây hai, dây một lên một lượt nhé. Đó, thì đập các bạn đập như cũ. Bát ba hai một đập chép bát ba. Đó là nguyên công thức như vậy nhé. Bát ba hai một đập chép bát ba. Rồi xong các bạn chuyển âm, cũng là nhịp 2-4 nha các bạn. Bát ba hai một đập chép bát ba. Bát ba hai một đập chép bát ba. Một hai chuyển, một hai chuyển, một hai chuyển. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cái đoạn intro nhé. Cái đoạn intro này nó cũng khá là dễ á, nếu các bạn chịu tập á. Còn nếu mà các bạn thấy khó, các bạn có thể tua chậm cái video lại nhé. Bây giờ mình sẽ cố gắng nói thật chậm cho các bạn tập theo nhé. Đầu tiên các bạn bấm rơi thứ bảy nè. Đó, và các bạn rải như bình thường luôn. Vẫn là bát 3 2 1 đập. Rồi xong các bạn chuyển qua son trưởng 7. Tiếp tục bát 3 2 1 đập. Đó. Kế tiếp là đô major 7, tiếp tục bát 3 2 1 đập. Rồi chuyển qua đô áp chính, tiếp tục bát 3 2 1 đập. Đó, lúc này sau khi bát 3 2 1 đập xong, các bạn sẽ chập dây số 5. Nó cộng với lại dây 3 dây 1 luôn nhé. Đó, bát 3 2 1 đập chập. Đó. Rồi xong các bạn sẽ móc dây số 3. Đó, ok, bây giờ mình sẽ uốn mẫu lại cái đoạn đầu cho các bạn trước nha. Này. Đó, kế tiếp các bạn sẽ chuyển về rê thứ 7 nè. Đó, và các bạn tiếp tục rải bát 3, 2, 1, đập. Rồi, chuyển qua son trưởng 7, tiếp tục bát 3, 2, 1, đập. Đó, và cái đoạn kế tiếp nè, các bạn sẽ sử dụng kỹ thuật harmonium. Đó là các bạn sẽ giữ ngón trỏ ở ngăn số 1, dây số 1, và các bạn sẽ móc dây 1 lên. Đồng thời các bạn sẽ bổ ngón áp út nè vào ngăn số 3, dây số 1 nha. Đó. Sau khi bổ xong nè, các bạn đồng thời móc lên nè, bổ vô nè. Rồi sau đó bỏ ra móc lần nữa. Rồi xong bỏ ra móc dây một lần nữa. Đó, ok chưa? Lại nè. Đó là đi ba nốt các bạn nè. Nhớ là các bạn lưu ý nhấn ngón ở đây nha. Nè, harmonium nè. Buông ra móc lên. Buông ra móc lần nữa. Đó, ok, mình quýnh mẫu ra cho các bạn nha. Đây. Kế tiếp các bạn sẽ chuyển qua đô major 7 và đánh bát 3 2 1 đập. Đó, rồi chuyển về đô áp chính, tiếp tục bát 3 2 1 đập chập. Rồi móc dây 3. Rồi chúng ta bắt đầu vào hát nha. Đó, hoặc là cái đoạn son trưởng 7 này các bạn sẽ mình sẽ hướng dẫn thêm một cái đoạn nữa, đó là các bạn sẽ slide. Sau khi bạn quýnh bát 3 2 1 đập ở son trưởng 7 xong, các bạn sẽ ngón út nè, các bạn sẽ slide từ ngăn 3 của dây 1 lên ngăn 5. Đó. Rồi giữ về đây. Giữ ngón trỏ về đây. Đó. Đó, slide từ ngăn 3 là các bạn sẽ móc lên nè, đồng thời kéo từ ngăn 3 lên ngăn 5. Đó. Rồi lúc này ngón trỏ các bạn sẽ đè vô ngăn 3, móc lên lần nữa. Rồi lúc này sẽ buông ra, móc lên lần nữa. Rồi chúng ta sẽ về đô major 7. Kế tiếp về đô áp chính. Đó. Rồi chúng ta vào hát nha.
Bây giờ mình sẽ quýnh lại toàn bộ cái intro cho các bạn nhé. Ok, và mình sẽ kết thúc video của mình tại đây nhé. Nếu mà nào thấy hay cho mình một like, một subscribe, một share nhé. Và các bạn có thắc mắc gì các bạn để lại comment cho mình biết nhé. Và chúc các bạn tập đoàn thành công. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video kế tiếp. Ayo, chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.